Cô ngày xưa mà sinh Kiệt ra là cái hạnh phúc đúng không cô? Đứa con đầu lòng đúng là hạnh phúc. Cũng chia sẻ là lúc đó mình lần đầu tiên là có bé. Lúc đó là 5 giờ chiều mình bị vỡ ối ở nhà. Sau đó khi đưa đi vô bệnh viện, bác sĩ cứ cho đi hoài suốt đêm. Thì khi đó lúc đó ối nó đã ra hết rồi. Em bé thì phải có cái nước ối để nó giữ lại. Rồi, tới 8 giờ sáng thì bác sĩ vô khám thì nói là bây giờ cái tim thai của bé là đập dữ lắm rồi, mà nếu mà không mổ cấp cứu kịp thì không giữ được bé. Khi đó là phải đem đi cấp cứu liền, mổ cấp cứu. Thì đúng 12 giờ trưa thì đem được bé nó ra. Năm 94 thì lúc đó là mổ là một cả một vấn đề, có phải như bây giờ thứ năm như bây giờ là mình gây tê, còn hồi xưa là gây mê. Thì khi mà mình tỉnh dậy á, là lúc đó thì mình nằm trong cái phòng hồi sức á, thì ánh đèn nó vàng rồi nó tối tối á, cảm giác giống như là mình mới chết đi sống lại. Cái câu chuyện này là chắc con cũng thường nghe ở nhà rồi. Nghe dạ. Ngày xưa hai mấy năm trước nghe cái mổ nó khủng khiếp lắm cô, cũng không biết sao trong nhà không ai mổ, có mình mổ. Sợ sợ lắm. Nhưng mà cái đó là cái đứa trẻ đầu tiên mà mình chuẩn bị cái tâm lý rất kỹ để được đưa cơ, để là đón một cái đứa trẻ, nghĩa là ra đời thì làm sao là mình lại sốc đến như độ như vậy, sao lại sợ dữ vậy? Cái mổ làm cho mình sợ là Kiệt nha, mẹ đẻ cực khổ nha, phải thương mẹ nha chứ. Em hiểu cảm giác đó tại em cũng có kinh nghiệm rồi. Em kinh nghiệm ở đâu? Em đi đâu? Em đi đâu? Kiệt dạ là có một cái đợt em mổ ruột thừa. Là cũng là mổ thôi. Dạ cũng mổ mà bị gây mê luôn. Xong mà tỉnh dậy trong phòng hồi sức là cũng nhìn xung quanh tối thui, rồi nhìn tưởng như mình là đã chết rồi. Dạ đúng rồi, nằm trong nhà xác vậy đó, thì em hiểu cái cảm giác đó của mẹ. Sanh bé thì khó khăn, là mổ là khó khăn. Nhưng mà được cái bé ra bé dễ hả? Dễ lắm. Dễ. Bé rất là dễ. Bé ăn, bé bú đồ dễ lắm. Lúc sanh bé có 2,8-80 à. Nhưng mà ra tháng là bé được gần 5kg. 5kg? Lúc đó không. Lúc đó 5kg muốn. Như vậy là một tháng lên 2kg mấy à? Dạ. Quá trời, ăn dữ cưng. Tự động nó ăn, tự động sữa nó mẹ. Tự động muốn sữa mẹ. Sữa mẹ mà mập vậy đó. Như vậy là không phải lỗi tại nó, lỗi tại sữa mẹ. Ai mà sức sữa vậy mà dính sữa luôn. Không phải lỗi tại nó. Quá trời. Tại vì sữa mẹ tốt quá. Rồi khi 3 tuổi á là bé 23kg. Bé không phải là bé. Kiệt đi cô, nghe Kiệt cái cô bé con nhìn con Kiệt nó kỳ quá. Kiệt. Đối với mẹ lúc này cũng là bé đó. Bé là đi học á, 23kg không có được làm bé khỏe bé ngoan cấp thành phố, chỉ cấp quận thôi. Dạ. Tại vì mình bị lố cân. Là em bị béo phì hả? Chứ không được ngon như bây giờ hả? Đây là anh nhìn đi, có một cái tấm hình hồi nhỏ của em ở trên này. Trời đất. Đó. Ê, wow. Ở trên kia á cô. Trời béo phì thiệt. Dạ, dạ thiệt. Sao xấu quá vậy? Xấu quá vậy? Ê, phải không vậy? Sao em xấu quá vậy? Nè, là nhú nhú nè, mới nhú là đẹp nè ba. Tức là vậy thì thành công. Mẹ nó tròn trĩnh, nó dễ thương á. Dạ. Rồi cái cô cũng có cái dịp đó, bà chị dâu cho một mớ đồ quần, mà quần kiểu quần bèo á, rồi đồ bikini á. Đồ biển hả cô? Đúng rồi, đồ bikini á. Trời ơi. Cái cân quá cái... Cho mặt. Cho mặt. Cô còn hình đó không cô? Cô cho con up Facebook được không? Hồi đó thì mình không có điện thoại để mà mình chụp lại những cái... Thật ra chụp ra hình được, nhìn bây giờ mới cảm thấy là thú vị. Đúng không? Thấy rất là ngộ nghĩnh. Chứ bây giờ kêu nó mặc sao nó mặc, nó không dám đâu. Chỉ có giỏi thì mình mới ép đó được có những cái hình kỷ niệm gì thôi. Mà con biết hồi trước mẹ con cho con mặc bikini màu gì không cô? Màu gì? Dạ màu tím. Màu tím. Màu tím xìm xìm. Màu tím xìm xìm. Bây giờ ra ngoài còn không? Bây giờ hình còn giữ không? Dạ cũng còn. À còn hết rồi. Tiếc quá sao chương trình không cho thôi mặc cái đi thời trang đi vòng vòng cho vui. Chương trình không cho mình. Bởi vậy ra ngoài bây giờ người ta cũng tưởng con tím rịm. Tím rịm xìm xìm luôn. Ồ nhỏ nó xấu banh rạp luôn á. Mũi xẹp lép. Xấu ơi xấu. Mà sao lớn hay thiệt. Cô cũng nói về nè, lúc bé nó còn nhỏ nó xấu lắm. Xấu thiệt cô. Mũi xẹp, nói chung là xấu lắm. Nhưng mà sau có một cái trận là lúc năm lớp 6 á,
sao lớp 7 gì vậy? Không, lúc mẹ mấy cái bệnh của con hả? Lúc đó là con mới học lớp 4 mà. Bệnh gì cô để con biết, con bắt chước bệnh cô. Tiểu học thì đó là tiểu học là lớp 4 mà. Lớp 4 lớp 5 thì phải nói lớp 5 đi nè, hai mẹ con thương nhau không cãi lộn nè. Vậy á chứ vui lắm anh. Vui hả? Cái tự nhiên bé nó con Kiệt bị trái rạ. Dạ. Bị trái rạ cái sao hết trái rạ cái tự nhiên lúc đó ai gặp nó lại cũng nói sao nó đẹp quá vậy. Chắc là nhờ trái rạ đẹp. Cô trái rạ là trái rạ sao nó sẽ để bị bệnh đó cô? Làm sao để con biết bị trái rạ, để con muốn bị cho là. Con, trái rạ là bỗng dưng bệnh á sao nó có để lại những cái thẹo vậy nè. Thẹo thẹo bây giờ con có muốn thẹo không? Trái rạ là. Dạ con không dạ, có con. Nhu cầu nữa nha. Dạ. Bao nhiêu lâu rồi em mới nổi tiếng Kiệt? Đó là khoảng năm 2008, lúc đó là 11 năm trước, là lớp 7-8 gì khoảng đấy. Con đi theo một người bạn, bạn con là người mẫu của trên tòa soạn Bóng Tím với lại Không Bằng Đỏ. Thì con đi theo người bạn lên chơi, lúc đó bạn chụp hình. Cái tiền cái anh Lộc thì ảnh là phóng viên ảnh của tòa soạn, ảnh kêu là bé vô chụp hình chơi cho vui với chồng. Mà lúc đó nhân sắc sao, mới nhú sao? Chưa. Tức là bạn bè trong trường khen em đẹp trai chưa? Em buồn lắm, em thích một cái bạn kia trong trường mà bạn nó từ chối em tại vì em xấu hơn cái bạn kia. Trời, rồi sao nữa? 14 tuổi mà đã thích một cái bạn kia rồi hả? Yêu tình sớm cảm, cô. Tình cảm thích bạn gái. Cô nghĩa là mình thấy con gái mình mến cái bạn đó vậy. Rồi sao nữa? Sao nữa? Thì lúc đó là em cũng chụp chơi thôi. Cái xong cái tiền cái anh đó ảnh tự gửi cái hình của con đi vô cuộc thi luôn. Con không có biết cái gửi cái xong tới cái ngày tháng 9, cái đợt tháng 9 là tháng sinh nhật của con luôn. Thì tiện được top tháng đăng lên trên báo, mấy đứa bạn mua báo nó mở ra cho coi. Trời ơi, thời tới lúc đó em. Lúc đó là bắt đầu từ cái sau cái chuyện đó đó là trong trường mới bắt đầu nó nổi lên được chút. Cô cho hỏi khi mà Kiệt mà được chú ý như vậy, được lên báo như vậy thì cảm xúc của người mẹ của mình như thế nào? Lúc đó thì mình cũng không có biết nữa nhưng mà Ủa trời, là cái đó là cái gì vậy cô? Cái này là nãy giờ quên. Trời ơi, có đem theo, có chuẩn bị trời luôn. Trời ơi, đem theo luôn. Trời ơi, có cái chuẩn này bị là luôn nha. Dạ. Tham gia cái đó được giải nhất tháng. Dạ. Thì sau đó được vô chung kết 50 người. Cho con coi chứ. Thì lúc đó là Kiệt được hạng nhất. Dạ. Năm 2009. Ê, lúc này nó đẹp rồi. Đẹp rồi cô. Thì lúc này là đã dạ. Coi được. Coi được và trổ mã giống rồi. Giống như là diễn viên Hàn Quốc vậy đó ha. Dạ. Rồi lúc này là cặp chụp hình chung với lại anh Lương Thế Thành. Lương Thế Thành đó. Ôi, lúc này là... Thấy người ta không con? Thấy không con? Hình con đâu nè? Hình con... Hình con đâu? Hình con bị dán trên cục điện nó hết rồi. Người ta gỡ xuống hết rồi. Sau đó là cái khi mà bé nó đạt được giải kịp, đạt được giải nhất gương mặt tuổi hồng. Ủa? Thì số tiền thưởng lúc đó là 1 triệu đồng. Một cậu giữ là bây giờ là giữ luôn à. Giữ 1 triệu đồng. Còn giữ lại 1 triệu đồng. Sau đó khi mà đem về thì nói mẹ cho con xin 100 ngàn con đi chơi game. Là ghiền game hả cô? Có ghiền game không cô? Nít mà. Dạ. Thì chơi game thì còn 900 ngàn thì mẹ giữ. Mẹ giữ làm kỷ niệm đến bây giờ luôn á. Là mấy thì chục cho năm đến cô? Bây giờ là coi như số tiền cũng còn nằm trong đây. Dạ, cho cái con 400 được không? Chỉ có những người mẹ mới giữ được những cái kỷ niệm của con thôi, chứ Kiệt mà dễ gì giữ được mấy cái này đúng không? Dễ thương lắm. Cứ mỗi lần mà có một cái báo nào của con mà được ra vậy đó là mẹ giữ lại. Dạ mẹ đi con mua nữa. Liền con mẹ nữa. Đi mua được, mẹ đi sưu tầm luôn đó. Trời. Niềm tự hào, niềm tự hào của mẹ đây, đây. Có nhiều khi là đi mua cũng khó khăn lắm, khó khăn là nhiều khi mình quên á. Cái ra sập báo hết. Hết cái mình phải chạy đi cùng hết để mua cho đi, bằng được. Mua cho bằng được. Lúc đó em đi học. Sao mua lúc nào cũng là giống như sơ cua á, phải 2-3 cuốn, 3-4 cuốn vậy đó. Cô cho hỏi khi mà ra mà cái tiệm á có khoe, ê trời nè, con tôi nè, con tôi nè, có nào vậy không, hay là mình giấu trong lòng mình cười khúc khích cơ? Không, lúc hồi nhỏ nhỏ thì mình không có dám nói. Thì sau này có những cái tờ báo sau này á thì người ta nói, tại thấy đi kiếm hoài á, người ta hỏi ai mà đi kiếm ngoài, nói là tại con tôi. Tại con tôi chứ không phải đi khoe khắp xóm hả em? Có đi khoe khắp xóm không? Dạ ở xóm thì người ta cũng biết đó. Cái cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc khoảng đời sự nghiệp của em là khi nào để người ta biết tới em nhiều hơn á? Dạ cái sự nghiệp mà cột mốc
đáng nhớ nhưng mà kiểu là mình gần gũi với khán giả hơn là chắc là lúc đó em tham gia bộ phim Gia Đình Là Số 1. Đúng rồi, Mẫn Mẫn gì đúng không? Dạ, Đức Mẫn. Trời, thì bữa cũng là... đi quay với Kiệt nhưng mà vô một cái chỗ xa xôi đó là một cái đảo thôi. Tức là nít nó bu lại kêu anh Mẫn. Ok, mấy đứa mình xem Mẫn cái gì, cô mới hỏi ra là biết cái phim nhân vật mà Kiệt cái đóng là vai Mẫn mà ấn tượng nổi, nít bu là anh Mẫn là mới biết là cái đó cái điểm nhấn của em trong sự nghiệp đúng không? Dạ. Thì đó thì bạn bè của Kiệt có cô khi nào cô quan sát không, có thằng nó tốt chơi với con mình rồi thằng nó xấu cô ngăn cản không, cô để ý coi mấy thằng chơi chung với Kiệt không cô? Cũng có chứ. Có nhưng hả? Mà được cái là Kiệt cũng ngoan, quen với bạn là cũng dễ thương không à. Dạ tốt. Mà năm học cấp 3 thì con trai mà thì cũng có thích bạn nào trong lớp vậy đó, trong trường á. Thì muốn là 14 tháng 2 muốn làm sô-cô-la tặng bạn. Đi siêu thị á, mua cái mấy cái thanh sô-cô-la đắng về. Cái mà đâu có cái công thức nấu, nhưng mà nấu thì vô bếp thì đâu có biết làm. Kêu mẹ nấu. Nhờ mẹ phụ. Mà nói làm sao cô, dù nói là có tặng bạn gái hay là tặng bạn? Không, thật ra là em nói em tặng bạn thôi. Xong rồi cái mẹ thấy làm chật vuột quá, cái mẹ mới nhúng tay vô mẹ phụ luôn. Cho nó ra ngô ra khoai một chút. Cái riêng này nó rất là ấm áp nè. Cuộc sống của con Màu hồng. Toàn là màu hồng, còn cuộc sống con đen thui lùi như gáo con mặt. Ngày xưa lúc mà thời học trung học phổ thông á thì con chơi với hai thằng bạn thân thì cũng thân cho tới bây giờ luôn. Thì lúc đó là có cái phim anh Thái Hòa đóng phim Tèo Em, con mới gọi một cái thằng trong nhóm bạn là Tèo, cho cái đứa còn lại là tí Tèo. Cái còn có mỗi một mình mà cái hai đứa đặt không biết đặt cái gì, cái tiền nó đặt Tỏn cái tên thằng tí luôn. Dạ, tí Tèo Tỏn. Nhìn Jin đó là thấy là nó phóng khoáng nè, rồi nó hoạt bát nè, đúng không? Rồi thấy là nó lanh lẹ nè, mà nó sinh động lắm, nhiều màu sắc. Dạ. Chắc chắn là phải có nhiều bạn. Dạ, đúng không con? Dạ. Bây giờ con khai đi. Cái này để con nhờ anh Lâm nói được không? Tại anh biết rõ lắm. Trong cái đợt đi Việt Nam Tươi Đẹp tụi con đi chung với nhau, ngủ chung với nhau. Dạ. Chung với nhau, cũng tìm hiểu với nhau, tìm nhiều, hiểu lắm nhau rồi. Nhiều lắm. Trời ơi, thân nhau chết luôn. Theo mình nghĩ là Kiệt là người chung thủy. Dạ. Là tại vì Kiệt có những cái thói quen. Dạ. Mà là vẫn giữ từ nhỏ tới bây giờ. Chẳng hạn như là Kiệt thích ăn cơm sườn, là sáng nào cũng ăn cơm sườn, từ đầu tuần cho tới cuối tuần là ăn cơm sườn. Cái nó thói quen mà mình nghĩ cái thói quen đó cũng là một cái chung trong tuổi, nó không muốn thay đổi. Dạ. Cứ như vậy là như vậy. Dạ. Hồi xưa tội nghiệp ba con lắm. Mẹ kể là con mới biết, ba cho con đi ăn cơm sườn xong chở đi học, tới trường học xong về là ăn mì gói. Nghĩa là ba ăn mì gói đi dành cơm sườn cho em ăn. Dạ đúng rồi. Vậy phải thương ba dễ thợn không? Ngoài món cơm sườn là Kiệt còn thích ăn món gì nữa không con? Thích ăn lạp xưởng. Lạp xưởng ăn, ăn đồ béo, cholesterol không vậy đó hả? Từ hồi nhỏ tới giờ mà vẫn thích. Da gà. Mà sao nó không mập hay vậy? Nó mập ta. Ủa, em tập dục đúng không? Dạ có. Có, nhỏ tập dục, ăn là có tập. Chơi thể thao nhiều lắm. Đó là cholesterol nhiều lắm em luôn. Em chơi gì? Dạ em chơi bóng. Bóng đá, bóng rổ. Ừ. Dạ. Rồi cầu lông. Bơi lội. Nhưng mà thắc mắc là Kiệt là tên thiệt là gì? Dạ em tên là Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Tuấn Kiệt nhưng mà tại sao lại Jin? Jin là gì? Jin là ngày xưa... Jin hả? Một phần là như vậy. Ngày xưa là Jin Tuấn Kiệt, không biết đặt gì luôn. Jin không, thực ra nó có nhiều cái ý trong cái tên Jin của con lắm con. Nghĩa là thứ nhất là như vậy là cái mà phổ biến nhất là con muốn khẳng còn định Jin nhất tất cả mọi người là con còn Jin. Cái thứ hai là tại ngày xưa lúc con có đọc cái bộ truyện tranh thì con thích cái nhân vật Jinji á. Dạ nên con lấy chữ Jin từ cái tên Jinji đó. Có thích mặc quần Jin không? Em thích mặc quần Jin không? Có chứ, em đặt quần Jin nè. Vậy là giờ còn Jin, mặc quần Jin, thích nhân vật tên Jin. Dạ. Rồi sau này rồi mất Jin rồi là mất Jin Tuấn Kiệt hả? Chắc vậy. Chứ biết sao, đặt tên khó quá. Giờ phải giữ Jin suốt đời. Dạ đúng rồi, phải giữ Jin suốt đời. Dạ giờ con giải thích từng cái rồi, nha. Rồi. City là tên ba mẹ con đặt cho con. Ở nhà hả? Dạ, là chiếc City ngày xưa đúng không? Dạ đúng rồi, tại ngày thấy xưa. Thấy chưa, con biết ngay mà. Dạ đâu. Nghĩa là kỷ niệm đúng không? Dạ, ngày đúng xưa rồi. Có City là giàu lắm nha. Vậy là ngày xưa cô giàu lắm đúng không? Không, đủ ăn hả? Đủ ăn nha. Mà có City là được. Khi mà đẻ Kiệt ra là mua City hay sao? Hay là mua City trước rồi đẻ Kiệt ra cô?
Có CT trước rồi à. Xong rồi đẻ dạ, xong rồi thì xong là mua chiếc rim luôn. Rim luôn trời ơi. Ôi là hồi lúc ấy giàu dữ vậy. Sao nó may mắn nhiều thứ quá. Đúng ha. Rồi. Tức là tu rồi cô ơi. Đó rồi nè, nó sanh ra nó vừa đẹp nè, tài nè, giỏi nè, rồi sanh ra rồi nhà lại khá lên, từ CT rồi lên nữa. Cô bây giờ Kiệt ở chung cô hay là ở nhà riêng rồi cô? Bây giờ là cháu ra riêng. Kiểu là công nhiều khi công việc em đi sớm rồi về khuya đó, nhiều khi là mình nhiều khi ở chung rồi cái nhiều khi sẽ là ba mẹ bị mất ngủ, ngủ đúng rồi, cứ đi về trễ vậy hoài sẽ sợ ba mẹ mất ngủ nên thôi mình cứ vậy cho thoải mái, nhưng mà vẫn tranh thủ mà có thời gian rảnh thì vẫn về chơi ba mẹ, đi ăn uống. Cô Kiệt có hay thổ lộ tình cảm của mình với cô không? Có khi nào hung cô không? Thường thì mỗi tối hai mẹ con cũng hay nói chuyện điện thoại. Thì những cái câu mà con yêu mẹ hay có, là nói có không? Chứ trời ơi. Có rồi có lâu lâu mà về ví dụ như dịp Tết hay là đi chơi gia đình đi chơi á, thay vì là mướn một cái hai phòng nhưng mà mướn một phòng thôi rồi cho ba xuống đất ngủ, ba mẹ con nằm ôm nhau, mẹ nằm giữa, hai đứa nằm hai bên. Trời ơi cưng quá rồi trời, cho ba xuống đất rồi ba thấy ba có cạnh anh không cô? Không, ba cũng bình thường, tại vì ba biết là ba mẹ con hay thân. Cô cũng may á là hai đứa con á, đứa nào nó cũng tâm sự với em. Dạ dạ, bạn trai bạn gái hay là có những cái chuyện gì thì cũng tâm sự với mẹ, đứa nào nó cũng tâm sự hết. Giữa hai mẹ con không hề có một cái ranh giới gì với nhau, hai mẹ con thường xuyên tâm sự với nhau nữa. Như vậy thì nó có một cái điều gì hay không, hay có cái gì đó mình chưa có thể nói được? Cái câu này cũng hỏi cũng hơi khó nè. Dạ. Họ không có ranh giới thì họ giấu nhau cái gì? Đúng rồi. Nhưng mà không biết là chị có giấu nhau cái gì đâu. Nếu có thì ngày hôm nay chị có thể nhắn nhủ lại với lại riêng của mình một câu được không? Thực sự thì giữa hai mẹ con thì cũng không có giấu nhau gì hết. Nhưng vấn đề là có nhiều lúc là có lẽ là bây giờ là Kiệt lớn. Dạ. Rồi đi làm nhiều, rồi có nhiều khi là nó quên là tại vì tính mình thì cũng tình cảm. Dạ. Cũng lâu rồi không có thấy ôm mẹ hôn như hồi xưa. Tuổi thân. Mà mẹ không? Thì hay tuổi thân lắm. Mà mốt có bồ nữa là có tuổi thân nữa, nó lo cho bạn gái nó không, nó lo cho mẹ gì thì nữa. Thì mẹ thì hay biểu lộ tình cảm mà lại lâu rồi không thấy thì hơi tuổi thân. Vậy sao? Giờ sao Kiệt? Nghe mẹ nói vậy thì nghe sao mẹ con? Nói sao giải thích làm sao nè. Dạ thì cũng cái điều này là cái điều mà khoảng thời gian qua mà con đi làm nhiều quá thì cũng đôi lúc con có nhìn lại, có suy nghĩ lại là mình cũng làm mẹ buồn vì cái chuyện này nhiều nhất. Nghĩa là nhiều khi đôi lúc là cũng bị gió đó, nãy mẹ nói là bị quên đó, thì con không có thổ lộ ra nhiều như ngày xưa nữa. Cái nhất, cái thứ hai là kiểu là cũng không có dành nhiều thời gian được cho ba mẹ hay là cho em gái, cho gia đình. Thì đôi lúc thì cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại vậy thôi. Rồi mà tại vì có những lúc là con biết cái này là con sai luôn. Biết là con sai luôn nha. Nhưng mà là tại vì chung quy lại cũng muốn muốn lo cho ba mẹ thôi, muốn ba mẹ tốt thôi. Nghĩa là đôi lúc thì tính mẹ á, tính mẹ là mẹ lúc nào mẹ cũng không muốn cho con làm. Mẹ cái gì mẹ cũng muốn nhúng tay vô mẹ làm hết đó. Mẹ giống như là chăm từ A tới Z vậy. Mẹ lúc nào mẹ cũng cưng vậy đó. Thì là nhiều lúc là cũng hơi khó chịu một chút xíu. Nghĩa là khó chịu ở đây là mẹ đừng mẹ cực thả lỏng đi. Mẹ cực nhiều quá, rồi. Dạ đúng rồi. Mẹ cực nhiều rồi. Mẹ hưởng đi, bây giờ là để con làm lại cho mẹ, để con làm lại cho ba, cho mẹ. Đừng có mà mẹ đừng có nhúng tay làm nhiều nữa. Mẹ nó lớn tuổi rồi. Đó là cái điều mà ấy. Là giống như là một cái chuyện thôi, là ví dụ đi ăn đi, thì giá dù dắt miếng chanh hay là xé khăn giấy thì nó làm những cái đó. Dạ đúng rồi. Dù như nó nói để con làm cho, con lớn rồi để con làm cho, em phải làm lại cho mẹ nữa. Thì cái mẹ lúc nào cũng vậy, cái gì cũng nghĩ là mình nói là mình hơi khó chịu. Dạ, khó chịu đây là khó chịu là tại thôi mẹ đừng có làm nữa, là cái muốn là như vậy thôi. Thì đó thì cũng biết là sai, thì đôi lúc là cũng như là mình khó chịu quá thì hơi bị lố một chút xíu, thì làm cho mẹ khóc, mẹ buồn. Thì mẹ nói thời gian gần đây là không thấy ôm mẹ, không hung mẹ. Thì chương trình ôm mẹ cái, hung mẹ cái thấm thiết được không? Được thôi. Rồi. Thật ra thì